Lẩu bò nhà gỗ nghe danh đã lâu nhưng chưa thỉnh táo bao giờ. Vậy nên gần cuối tuần cả nhà kéo nhau đi mâm thuộc cho bằng bàn bằng tan. Mình và gia đình ghé chi nhánh trên đường Nguyễn Thị Thập, không gian đây khá thoáng và rộng rãi. Decor mang phong thái của miền rừng núi Tây Bắc. Menu nhìn chung có giá khá mềm. Một cái lẩu nhỏ giá 210k, 2-3 người mâm. No nha. Lẩu bò miền Bắc hình như không có tủy và nội tạng. Dàn casting của chúng ta chỉ bao gồm xương sụn, thịt và bò viên. Tuy nhiên, với tính cách hào sản của người Tây Bắc, bé nào cũng bư và dày, bao cắn ngập răng. Mà quan trọng hơn cả là tất cả đều đã được ninh mềm nhu. Hơi dính răng xíu nhưng mà không bị da nha. Nước lẩu đậm đà vị xương. Gạo ở đây pha ngon, chấm gì cũng thấy ngon hết. Mâm không với bánh phở hoặc mì cũng đã thấy yummy rồi. À, bên cạnh lẩu còn có gọi thêm một số món để mâm thử nữa. Gọi lưỡi bò mầm rất bắt. Bò viên chiên có cả gân, nhưng mà mình sẽ thích dai hơn một xíu. Bò một nắng mâm vui vui. Bò tơ cháy mè, đậm đà vị sốt. No rồi, giờ đi shopping đây. Tuần sau gặp lại nghe.